Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương thì hàng trăm giáo viên và nhân viên giáo dục khác ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha đã xuống đường tham gia đợt tuần hành mới nhất đòi tăng lương và điều kiện làm việc tốt hơn. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh các trường học ở tại Bồ Đào Nha bước vào năm học mới một ngày trước đó. Trong cuộc biểu tình ôn hòa do Liên minh các chuyên gia giáo dục tổ chức, những người biểu tình đã dương biểu ngữ và hô khẩu hiệu yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục João Costa từ chức. Không có tương lai nếu không có giáo dục. Chúng ta đang ở đầu năm học mới, nhưng có khoảng 90.000 học sinh không có giáo viên. Chúng tôi đang đấu tranh cho tương lai của Bồ Đào Nha. Hiện các giáo viên ở mức lương thấp nhất kiếm khoảng 1.100 euro mỗi tháng, trong khi một số giáo viên ở mức lương cao nhất nhận 2.000 đến 2.400 euro mỗi tháng. Những người biểu tình cho rằng mức lương hiện tại quá thấp, đặc biệt trong bối cảnh của khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay.